Sau 5 ngày tìm kiếm, danh tính nạn nhân trong vụ án mạng phân xác ở Bình Dương vẫn chưa được xác định. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra xác định hung thủ. Theo ghi nhận của phóng viên, sau nhiều ngày tìm kiếm phần còn lại của thi thể nạn nhân tại khu tái định cư Bỏ Hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, chiều 29 tháng 5, lực lượng chức năng đã rời đi. Dây răng bảo vệ các con đường phía bên ngoài hiện trường cũng đã được gỡ bỏ để thuận tiện cho người dân đi lại. Tuy nhiên, nơi phát hiện tay, chân người bị đốt vẫn còn răng dây bảo vệ. Trước đó, chiều 24 tháng 5, người dân phát hiện tại khu tái định cư bỏ hoang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh có một chiếc túi sách bị cháy xém, bên trong chứa hai đoạn tay và hai đoạn chân người. Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Qua khám nghiệm sơ bộ dựa vào chi tiết hai bàn tay có gắn móng giả, công an xác định nạn nhân là nữ, độ tuổi từ 30 đến 35, chiều cao khoảng 1m58 đến 1m6. Công an đã phát đi thông báo yêu cầu người dân, doanh nghiệp, đơn vị thấy người thân, người lao động có những đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân nhưng mất tích thì báo công an để sàng lọc xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên sau đó kết quả giám định ADN lại xác định giới tính nạn nhân là nam, cao khoảng 1m68 đến 1m70. Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đính chính và một lần nữa yêu cầu mọi người phối hợp để sớm tìm ra nhân thân lai lịch nạn nhân.